Hôm qua tại trụ sở Ban Đối ngoại, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã có cuộc gặp với đồng chí Park Sok-hon, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương CPP. Tại cuộc gặp, hai bên đã thông tin về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi đánh giá về tình hình hợp tác giữa hai đảng, hai ban đối ngoại trung ương, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa hai đảng. Hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.